Chào tất cả các bác ạ. Hôm nay bên dụng cụ làm vườn của bên em lại có rất nhiều những cái mẫu sản phẩm để đưa đến cho các bác. Đầu tiên em lên cho các bác là một cái combo để cho các bác sử dụng cực kỳ tiện lợi luôn các bác nhé. Dầm cỏ ạ, dầm cỏ bản thẳng, bản có cong hoặc là có thẳng đây để cho các bác sử dụng rất là tiện lợi luôn. Rèn từ thép nhíp ô tô các bác nhé và tra ca sẵn rồi về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đầu video hôm nay bác nào mà đặt hàng trực tiếp ở đây thì em sẽ để cho các bác một combo có gồm có 4 con. Đầu tiên là cái sới cỏ này, bản nhỏ như này của cong các bác nhé. Thứ hai là cái dầm bản thẳng để cho các bác sử dụng này. Thứ ba là một cái dầm cổ cong. Và thứ tư là một cái sới cỏ bản dài như này, các bác sử dụng để đánh cỏ ở những cái gốc cây rau màu hoặc là cây cành cây bonsai cực kỳ tiện lợi luôn. Với giá chỉ có 200.000, chỉ có ở video này thôi các bác nhé. Cực kỳ tiện lợi luôn ạ. Và cái dòng này thì bao cho các bác là siêu bền luôn, các bác sử dụng quanh năm cho em, rất là tiện lợi luôn ạ. Đấy, em qua mẫu các bác nhé. Bác nào mà ưng mẫu này các bác đặt tại video này cho em nhé. Bên em có rất nhiều những cái mẫu cuốc và mẫu liềm. Đây em sẽ lên cho các bác những cái mẫu liềm. Các bác cắt cỏ cho trâu bò hoặc là các bác cắt cỏ cho cá này. Một mẫu liềm trấu cực kỳ sắc bén của bên em. Chất liệu của nó cũng là rèn từ thép nhíp luôn các bác nhé. Rất là dày dặn luôn ạ. Các bác sử dụng bao bền cho em. Giá chỉ từ 20.000 đồng bản nhỏ thôi các bác nhé. Còn đây là những cái con liềm to. Em đưa đến cho các bác với giá chỉ có 50-60.000 đồng thôi. Rất là sắc bén và bền để cho các bác sử dụng cho em. Qua mẫu nhá, em sẽ lên cho các bác là những cái mẫu cuốc đi. Rất nhiều những cái mẫu cuốc để đưa đến cho các bác. Đầu tiên là cái mẫu cuốc cây hàn lưỡi cưa đây ạ. Ở đây thì em sẽ có đủ kích thước cho các bác lựa chọn. Bản đầu tiên sẽ là bản 18cm này. Bản thứ hai sẽ là 21cm. Và bản thứ ba sẽ là bản 22cm. Cực kỳ dày dặn, chắc chắn các bác nhá. Bên trên là rèn từ thép nhíp ô tô. Bên dưới hàn lưỡi cưa như này để cho các bác sử dụng. Cuốc đất này sạc cỏ cho em, cực kỳ sắc bén nhá, với giá chỉ từ 100.000 đồng thôi, bản nhỏ. Còn bản nhỡ này là 21cm, 120, bản to nhất là 22cm với giá là 130.000 đồng. Hàng nhem là hàng loại mụt chắc chắn dày dặn như này các bác nhé, không phải là cái bản mỏng đâu ạ. Rất là tiện lợi để cho các bác sử dụng sạc cỏ, cuốc đất, làm vườn, cực kỳ tiện lợi luôn ạ. Và qua mẫu cho các bác nhé, đây, lên cho các bác những cái mẫu dao bào, thép đen và thép trắng của bên em. Nhà bác nào cũng cần dùng đến, mình sử dụng để gọt rau củ quả ở trong nhà bếp. Mẫu này ở tại video này em để cho các bác với giá chỉ có 35.000 đồng thôi. Còn mẫu này thì sẽ là 50.000 các bác nhé. Giá này là đang giảm trực tiếp ở trên video rồi. Các bác mà quan tâm, các bác liên hệ với bên em nhé. Còn bác nào mà cần một con dao rửa dừa, đây, đây là mẫu hàng đặt của bên em các bạn, cực kỳ sắc bén luôn. Thép của nó thì là thép trắng 400C của Nhật các bác nhé. Hàng của lò rèn Thảo VS đấy ạ. Với giá chỉ có 100.000 đồng. Hàng đặt sẽ là 200.000 đấy các bác. Em để cho các bác tại video này có 100.000 đồng thôi. Còn bác nào mà cần đến những cái mẫu búa thì các bác tham khảo với em ở phía bên này nhé. Đây là một cái mẫu búa đa năng. Các bác sử dụng làm mọi việc cho em. Chất liệu cũng là rèn từ thép nhíp ô tô, cực kỳ sành đanh như này các bạn. Đầu này thì các bác dùng để chặt này, còn đầu này các bác sử dụng để nhổ đinh, đóng đinh, làm mọi việc cho em một chiếc búa cốt pha. Mà bên em đã đưa đến cho các bác hàng nghìn, hàng vạn cái rồi ạ. Cán của nó sẽ là cán gỗ xoan. Giảm giá trực tiếp ở trên cái video này 150.000, em để cho các bác còn có 80.000 đồng một chiếc thôi. Hàn cạn sẵn rồi, đây các bác chỉ việc sử dụng thôi. Còn các bác mà muốn lấy lưới rời bản to hơn thì các bác có thể sử dụng trang cái mẫu này nhá. Đây là mẫu búa chữ A của bên em ạ. Một dòng búa rèn từ thép nhíp nguyên khối, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái này các bác sử dụng chặt được cả những cái cây to hơn nhá, cây to hoặc là chặt xương cho em. Giá em để cho các bác còn có 70.000 đồng tại video này. Xuống không, nếu như mà các bác đặt hàng trực tiếp nhá, tại video này có 70.000 đồng thôi. Còn đây là những cái lưỡi dìu không loe. Đây ạ. Và dìu loe không cán. Đưa đến cho các bác với giá sẽ là 200.000 đồng. Các bác nghe cái chất thép này rất là sành đanh luôn. Rèn từ thép nhíp ô tô nguyên khối luôn các bác nhé. 200.000 em bao ship tại video này ạ. Rất là dày dặn chắc chắn. Mẫu này thì các bác có thể sử dụng để bổ củi chặt cây. Cây to và cả những cái rễ cây luôn các bác nhé. Rất là tiện lợi luôn ạ. Sắc bén cực kỳ luôn. Mẫu này em có hàn cán sẵn luôn nhé. Rất là sắc bén luôn ạ. Và em qua phía bên này thì em sẽ có luôn cả những cái mẫu búa đây. Mẫu búa này thì sẽ là mẫu búa tròn. Các bác sử dụng để đóng đinh nhé. Cái này thì em cũng chưa tra cán đâu. Về mình tự tra cán. Nó rất là chắc chắn, dày dặn. Giá chỉ có 50.000 đồng khi các bác đặt ở đây. Tại video này. Và em qua phía bên này các bác nhé. Rất nhiều những mẫu cuốc khác để đưa đến cho các bác. Em sẽ lên cho các bác là cái cuốc bướm hàn lưỡi cưa đi. Một bản cuốc bướm hàn lưỡi cưa thì sẽ có 4 kích thước như này. Đầu tiên thì sẽ là cái bản 20cm, bản nhỏ nhất nhá. Bản thứ hai sẽ là 24cm này. Bên trên là rèn từ thép nhíp ô tô, bên dưới là hàn lưỡi cưa.
cực sắc bén luôn các bác ạ. Đây, bản to nhất là 34 cm này. Bản này thì các bác có thể sử dụng thay một cái cào trang, cào thóc rất là tiện lợi luôn, với giá là 130. Bản nhỏ hơn thì là 120, bản này 100. Và bản này nhỏ nhất thì em đưa đến cho các bác với giá chỉ có 60.000 đồng thôi. Các bác sử dụng sạc cỏ cuốc đất làm vườn sắc bén cực kỳ cho em các bác nhé. Còn đây các bác, còn bác nào mà muốn dùng đến cái mẫu mà cuốc đất cứng, đất sỏi đá thì các bác sử dụng cho em cái mẫu này ạ. Một mẫu lưới gà, cuốc lưới gà bản dày đẹp với giá là 200.000 đến bao ship nhé. Có thể lựa chọn hai mẫu này đồng giá luôn, cực kỳ chắc chắn, dày dặn luôn, 200k các bác nhé. Em bao ship cho các bác lại video này. Còn bản vừa hơn thì các bác tham khảo hai cái mẫu này cho em ạ. Em để cho các bác còn có 100.000 đồng một chiếc thôi, rất là tiện lợi luôn ạ. Còn các bác sử dụng cào để cào sơm, cào dạ, cào rác thì các bác sử dụng cho em những cái mẫu này ạ. Em sẽ có từ 3 răng cho đến 7 răng các bác nhé. Giá cũng chỉ từ vài chục nghìn thôi, rất là tiện lợi để cho các bác sử dụng luôn ạ. Còn việc phía bên trong này thì em có rất nhiều những cái mẫu dầm, mẫu thuổng nhá. Mẫu thuổng, đây là cái mẫu thuổng thuổng móng tay. Rồi để cho các bác sử bản mo nhá. Đây các bác tự tra cán này, mình sử dụng đánh cây, đào hố, rất là đào hang, rất là tiện lợi luôn. Với giá tại video này chỉ có 70.000 đồng thôi, em giảm giá cho các bác trực tiếp luôn nhá. Còn đây là mẫu thuổng bản dẹp, chưa tra cán đâu các bác nhá. Thuổng bản dẹp này thì sẽ là 200.000, nhưng hôm nay các bác mà xem được video này, em cũng giảm giá cho các bác còn có 100.000 đồng một chiếc thôi. Còn các bác muốn cái thuổng bản to hơn, dày hơn, các bác tham khảo cho em cái mẫu này nhá. Ở đây thì em sẽ có một mẫu này là tương tự nhau, nhưng mà bản của nó sẽ có bản vừa phải, là bản này là bản dày hơn, bản hàng đặc của bên em luôn các bác nhé. Với giá chỉ từ 150.000 thôi, còn bản đặc thì em sẽ có 200 và 250. Vậy các bác có thể tự tra cán nhé. Ngoài cái dòng thuồng này ra thì em còn có cái dòng gắp đất này này. Gắp đất đa năng, sử dụng làm mọi việc cho em các bác ạ. Gắp đất cứng, đất mềm, gắp đất từ dưới hố trở lên cho em nhé. Ngoài dùng để gắp đất thì các bác sử dụng tạo thành hai cái thuồng để mình đánh cây, đào hố rất là tiện lợi luôn. Với giá chỉ có 200.000 đồng, em bao ship tại video này các bác nhé. Còn đây là những cái mẫu dầm chuối á, dầm bản thẳng và dầm bản mo các bác nhé. Giá rất chi là rẻ, cái chất liệu của nó là rèn từ thép nhíp ô tô, cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác đánh cây xanh, cây si, các bác sử dụng đào hang cho em, cực kỳ tiện lợi luôn ạ. Đây là bản thẳng nhé, một mẫu bản thẳng giá chỉ từ 150.000 trở lên thôi. Còn bản mo thì nó sẽ là bản này các bác nhé. Đây, bản mo thì cũng chỉ từ 150.000 đồng thôi. Còn các bác mà lấy hàng đặt bản dày dặn hơn thì nó sẽ là bản này các bác nhé. Đâu, đây bản dày này. Em giơ cho các bác cái bản dày hơn thì sẽ là từ 300.000 các bác nhé. Rất là chắc chắn dày dặn luôn. Cái này về các bác hàn cán vào mình sử dụng bao bền cho em ạ. Đây, ở phía bên này thì là những cái mẫu búa mà em đã hàn cán sẵn rồi, về các bác chỉ việc sử dụng thôi ạ. Mẫu này thì các bác sử dụng chặt cây to, bổ củi, hoặc là các bác sử dụng để chặt sợi cây cho em, rất là tiện lợi luôn, với giá là 300.000 em bao ship cho các bác nhé. Đây ạ, còn phía bên này thì em sẽ có rất nhiều những cái mẫu dầm cổ cò và là cái mẫu dầm hàn cán chữ T, hàn cán sẵn rồi, về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Cái này thì các bác nào hang này, các bác đi săn bẫy hoặc là mình đi đào thuốc bắc, thuốc nam ở trên rừng, hoặc là các bác sử dụng để đánh cây, rất là đánh cây giống ấy, rất là tiện lợi luôn, với giá chỉ từ 150.000 đồng một chiếc thôi các bác nhé. Ngoài ra thì bên còn có rất nhiều những cái mẫu sản phẩm để đưa đến cho các bác. Những cái mẫu dầm, mẫu thuổng đã hàn cán sẵn ở phía bên trong này ạ, là những cái mẫu bản hàn đặt các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến mẫu nào thì liên hệ với bên em qua đầu số em để trên màn hình, và nhớ là đăng ký kênh của em để cập nhật được thêm rất nhiều mẫu sản phẩm mới các bác nha. Cảm ơn tất cả các bác đã xem qua video ngắn của bên em ạ.